Chào buổi sáng anh em nhé. Đây là hình ảnh của Lê Ngọc Phương, đề coi của FF47, Phương Xanh ấy. Hey, kia. Chuyên huấn luyện chó thể thao bảo vệ K9, cũng là huấn luyện viên cho mình. Đang vác khoai đi phơi nắng, đi tắm nắng. Đây là những hậu vệ của Eric Botman và Jay, một đàn khá là nổi tiếng của FF47 mà ra đàn nào thì anh em chốt hết ngay. Và có những cặp đôi này nó sinh sản ra rất là nhiều bé rất là đạt và hay, chơi thể thao tuyệt vời, vết cắn mặt mũi thì rất là gấu và lì lợm. Đây là cái môi trường mà phát triển cho con của anh em mình. Quy mô của trung tâm huấn luyện chó FF47 Training Camp thì rộng 11.000 mét vuông, tức là thả luôn ơi, thả luôn, thả mẹ ra luôn, hết mốt nó làm gì đó nó làm. Và bọn mình có khác luôn ơi, có dãy chuồng nuôi sinh sản riêng, chuồng chuồng để nuôi chó nhỏ và chó lớn riêng đặc biệt. Và những bé cho mình thì có sân chơi, một sân chơi riêng cho chó nhỏ, một sân chơi của chó lớn và cả một sân vui chơi như đồng cỏ để vui chơi như này. Trên Tây Nguyên thì được cái ưu ái đó là không khí rất là trong lành và mát mẻ, nên các chú cún phát triển rất là tốt nhất dòng Việt Bỉ này. Và ở đây thì anh em hay đón để mà chơi bảo vệ sân vườn nhiều. Mình còn làm một cái sân tập view hồ, hôm nào mình sẽ quay chi tiết trong sân tập cho anh em xem. Có sân chơi của chó lớn, chó nhỏ, sân tập, hồ để mà bơi. Lúc bé thì bọn nhóc này hay được anh em bọn mình cho ra ngoài sân cỏ mà chơi như này, đi vệ sinh rồi kích cắn tập cho quen. Giấu luôn tập trung rồi thôi. Di chuyển cho con mẹ nó theo chứ nó nằm cục thì nó xấu lắm đó. Đây là một cái lúc nào con rất hay mà lại mặt mũi ngầu nữa, nên đi với Eric Botman ra hậu vệ thì không chê vào đâu được. Và bọn mình thì vừa làm lại cái kế hoạch nhân giống này, tức là giữa Jay và Eric Botman. Nếu anh em nào quan tâm thì rơi vào tầm 2 tháng nữa theo dõi trang thì mình sẽ bấm đăng ký và theo dõi trang thì mình sẽ cập nhật thường xuyên. Đàn đó rất là gấu. Nếu mà anh em nào là từng theo dõi WF47 thì sẽ thấy là có những bé mà mình hay đăng, những bé chó của đàn này, của cặp đôi này rất hay. Anh em huấn luyện khen suốt. Theo mình thì quan điểm của mình á, thì cái môi trường để mà cho chó con nó lớn, nó khỏe mạnh đó, là quan trọng nhất. Còn chuồng trại thì chỉ cần chú tâm tới vấn đề là sạch sẽ, dễ ráo nước và dễ phòng bệnh, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông, đón được nắng, như vậy là thành công rồi. Thế cũng không cần phải là đầu tư cho cầu kỳ lắm đâu. Quan trọng là bạn phải có cái sân chơi. Vì dòng bé rê bỉ Malinois là một dòng nó ưa vận động và nó cần không gian để mà vận động nhiều. Bên mình cũng chuyên cung cấp chó bảo vệ sân vườn và đào tạo. Những bé như này thì hiện tại có giá bán từ dao động từ 8 tới 15 triệu một bé. Giá bây giờ thì nó cũng đã mềm, nó dễ cho anh em chơi rất nhiều rồi.
Còn cái bên mình thì mình nuôi không nhiều, mình chỉ nuôi những bé thịt tốt mà phát triển theo cái định hướng của bọn mình để mà cho con chơi được, cho con ra anh em chơi được, anh em chơi được và phát triển tốt, và mình giữ lại mình chơi cũng ok, và để mà huấn luyện chó thể thao bảo vệ đủ tố chất để huấn luyện. Nên cả trung tâm của bọn mình thì chỉ giữ lại 5 em cái, 3 em cái nhập và hai em cái VK để cho sinh sản và nghỉ xen kẽ giữa các lứa để tạo ra những bé tốt nhất. Lớn lên tí nữa thì Phương sẽ cho bọn nhóc này bơi, học bơi, học bơi mà học bơi theo kiểu tự nhiên nha các bạn, không phải là ẵm vứt xuống nước đâu. Ẵm vứt xuống nước là rất là tội cho bé. Mundo cũng con của Eric Portman đang học bơi. Rồi sau đấy là điều hướng và kích cắn, tập cho vào khuôn khổ ngay từ nhỏ, dạy những gì mà bé cần, đi cạnh, biết đi cạnh, biết ngồi, biết đợi, biết cắn theo sao cho chuẩn, cắn nhã theo lệnh ngay từ nhỏ, phát triển kỹ năng để sau này được đào tạo chuyên nghiệp. Mình thì đợt này thì mình thấy video mình khá là nhiều, cũng rất là hay ho, nên mình edit một vài cái video mình up lên trang để cho anh em theo dõi. Tất nhiên là hồi giờ có làm mạng xã hội bao giờ đâu, hồi giờ có làm YouTube bao giờ đâu, nên là nói là nó cũng không có suôn sẻ lắm, thì cái đó là cái nhược điểm của mình. À, thì có gì thì anh em thông cảm, anh em là cứ thích mà thích theo dõi WF47 để mà học hỏi huấn luyện hay là giao lưu chia sẻ thì đăng ký kênh hoặc là để lại comment. Cảm ơn anh em, chúc anh em một ngày làm việc nhiều năng lượng. Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau. Super rồi.